Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Mobile Games. Có thể anh em đã xem video cách để thoát pressing cùng với chiến thuật của huấn luyện viên PSG Tuchel mà mình đã từng làm trước đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích sử dụng chiến thuật của Tuchel đúng không nào? Vậy thì ở video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách thoát pressing mà cá nhân mình sử dụng cũng khá là hiệu quả. Điều quan trọng sẽ là 3 điểm sau đây mà mình muốn anh em hiểu được rõ nhất. Chính là 3C. Thứ nhất là cách chơi. Thứ hai là chiến thuật. Và thứ ba là cầu thủ, trong đó sẽ có những cái chỉ số hay là skill đặc biệt. Và khi anh em thành thạo 3C này, sẽ có thể tự nghiệm ra cách thoát pressing của chính bản thân anh em đó. Ok, bắt đầu với điểm số 1, đó chính là cách chơi. Có thể là không nhiều anh em biết rằng là PES năm nay nhờ cái sự trợ giúp của Iniesta hỗ trợ về mặt chiến thuật hay về cách mà cầu thủ di chuyển. Thì một điểm khá mới là các cầu thủ có cái khả năng là trapping. Trapping ở đây có nghĩa là đánh lừa. Dễ hiểu hơn là khi mà chúng ta chơi PES Mobile hay là PES trên PS4 thì cầu thủ có thể thể hiện ra những động tác giả rất là nhỏ nhưng có thể bẫy và khiến đối phương phán đoán bắt vài sai, cộng với việc bất đà nữa. Và đương nhiên là khi đó cách chơi của bạn cũng sẽ đóng vai trò rất là lớn. Khi bạn đang cầm bóng và nếu như bạn không lừa đối thủ, thêm vào đó là bạn chuyền theo đúng cái hướng mà đối phương nghĩ bạn sẽ chuyền, thì đó là một bước đi sai lầm mà không có được đi lại đâu. Ví dụ như thế này. Như các bạn có thể thấy trong tình huống này thì Davis nhận thấy rằng là Beckham đang đuổi theo bóng và anh ấy thực hiện một pha rê bóng xuống và khiến cho đối phương lỡ đà trong cái tình huống đó. Và đây cũng là một tình huống tương tự khi mà Davis nhận thấy rằng là Messi đang cố gắng pressing đuổi theo bóng để lấy bóng. Anh giật về và giật lại ngay lập tức, khiến cho Messi cũng lỡ chớm khi Messi nghĩ rằng là anh sẽ chuyển xuống dưới. Tiếp theo đây cũng là một cái cách mà thoát pressing mà mình sử dụng rất là nhiều, có sự kết hợp của hậu vệ, thủ môn. Các bạn có thể thấy rằng hậu vệ của mình truyền về cho thủ môn và thủ môn mình truyền ngay lập tức sang hai cánh để có thể triển khai bóng thật nhanh và thoát pressing. Hầu như cách chơi khi chúng ta muốn thoát pressing là cần phải có 2 đến 3 cầu thủ xung quanh đứng thoáng để chúng ta truyền cho họ, luôn luôn tìm khoảng trống và luôn luôn lừa đối thủ của chúng ta. Khi các bạn muốn truyền vào đây nhưng các bạn lại đổi hướng sang hướng ngược lại. Thêm vào đó là hãy luyện khả năng cầm bóng của bạn để lừa đối thủ thật là tốt nhé. Tiếp theo với cách 2 cũng khá là liên quan với cách 1, đó chính là chiến thuật của chúng ta. Để thoát pressing được dễ dàng, chúng ta hãy sử dụng những chiến thuật thiên về đá cánh nhiều hơn. Vì cơ bản thì chúng ta sẽ dễ thoát hơn khi đối phương chỉ ép được cùng lắm là hai phía, trước mặt và trước chéo của chúng ta. Không như khi chúng ta đá trung lộ thì sẽ là tứ phía và cơ số những cái vị trí mà chiến thuật của đối phương đã chỉ định sẵn các cầu thủ đứng chặn bóng từ trước. Khi đẩy sang cánh thường thì sẽ dễ cho chúng ta thực hiện những cái pha dốc bóng bứt tốc hoặc là rê bóng xoay vòng tốc độ nhanh. Và nếu có bị ép quá thì bóng cũng sẽ ra đường biên khi chúng ta vẫn đang kiểm soát tỷ lệ cầm bóng. Với những cái tình huống cụ thể như sau. Ở tình huống này là một pha lộ sộ trước khung thành của đội mình. Và khi đó mình nhận thấy rằng là chúng ta phải đẩy thật nhanh sang cánh để cho Davis chạy chỗ. Khi đó Davis có thể có một cái khoảng trống rất là rộng phía trước và Davis sẽ bứt tốc chạy băng lên phía trên rồi truyền vào trong và phối hợp trung lộ cũng như là phối hợp cánh. Đó là một cái bài khá là đơn giản khi mà chúng ta đá nhiều những cái chiến thuật thiên về tấn công cánh hơn như thế này. Hầu như khi bạn muốn triển khai bóng xuống cánh sẽ là cách dễ dàng để chúng ta phản công trap pressing hiệu quả. Và hãy nhớ kết hợp cách 1, cách chơi trapping để lừa đối thủ và đẩy sang cánh nhé. Cuối cùng là cách 3, và cách 3 này cũng là một điểm thiết yếu vì thiếu nó chúng ta sẽ không thể nào mà thoát pressing nổi được đâu. Đó chính là cầu thủ. Với hai yếu tố quan trọng cho việc thoát pressing là shielding, che bóng và dê bóng xoay vòng theo kiểu lẩu kichi kichi. Mình sẽ tạm gọi đây là dê kichi kichi cho anh em dễ hiểu nhé. Thêm vào đó là những chỉ số chúng ta cần lưu tâm làm balance, thăng bằng và time possession, khả năng xử lý không gian hẹp. Thực tế là hai chỉ số này phù hợp khi bạn muốn thoát pressing từ vị trí các tiền vệ hoặc là tiền đạo cánh, vì chúng ta muốn thoát nhanh hơn khi đá xuống cánh mà. Tuy nhiên thì ở các vị trí khác cũng có thể không yêu cầu hai chỉ số này quá cao,
nhưng các bạn có thể áp dụng cách 1 và cách 2 cho các vị trí còn lại để chúng ta tạo một cơ thể thống nhất khi triển khai bóng hoặc pressing. Cụ thể tại sao chúng ta cần hai chỉ số trên cho các vị trí đá cánh thì sẽ được giải thích như sau. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về balance, chỉ số balance ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta muốn shielding thật là tốt, che chắn bóng thật là tốt. Ở trong PES Mobile thì đây là một cái tính năng auto shielding khi mà chúng ta điều chỉnh cái nút chỉnh hướng là cùng hướng với cái hướng mà đối phương đang pressing chúng ta, có nghĩa đang ép đằng sau bạn đấy. Và khi các bạn chỉnh cái nút điều chỉnh hướng như thế này, nó sẽ tự động shielding, nó sẽ tự động che chắn cho chúng ta mà chúng ta không cần phải ấn gì thêm cả. Và khi mà cái chỉ số balance của chúng ta càng cao, chỉ số thăng bằng càng cao thì sẽ khó để đối phương đẩy ngã chúng ta, trừ khi là những cầu thủ có cái physical contact, có cái khả năng tỷ lệ cao thì sẽ dễ đẩy chúng ta hơn. Thế nhưng mà hầu như là những cái cầu thủ mà chỉ số balance cỡ khoảng 90 trở lên thì khả năng dây dắt rất là hay, khó có bị đẩy ngã và chúng ta thể dễ dàng thoát pressing được. Một tuyệt kỹ nữa mà mình muốn truyền lại cho anh em đó chính là khả năng quay vòng như là ăn lẩu Ichikichi vậy. Với cái balance cao, với cái thăng bằng cao, với cái time possession, khả năng xử lý không gian hẹp cao thì các cầu thủ có khả năng quay vòng rất nhanh. Quay vòng nhanh như thế này, cầu thủ pressing của đối phương sẽ bị lỡ trớn. Với tốc độ tốt thì chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng như là Sancho của chúng ta đây. Các bạn có thể thấy là Sancho dê rất hay, quay người gọi là điên cuồng. Đó, khi các bạn quen tay rồi thì chỉ cần một vòng tròn thôi, quay 180 độ là đối phương không biết đâu mà lần đâu, không thể biết là chỗ nào để pressing chúng ta đâu. Đây là một tình huống như thế. Cầu thủ phải có cái thăng bằng tốt thì khi các bạn quay nhiều vòng như thế này không dễ để bị đánh bại, không dễ để bị quật ngã. Thì cái việc mà chúng ta thi triển cái tuyệt kỹ Ichikichi này là khả năng cao là chúng ta đều có thể vượt qua được. Hãy lưu ý về việc sử dụng các cầu thủ có balance cao, có time possession thật là cao để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong những pha dê bóng như thế này nhé. Recap lại cho anh em, với 3C này chúng ta có thể thoát pressing dễ dàng. Thêm vào đó là nó phù hợp với hầu hết các chiến thuật. Điểm thứ nhất là cách chơi áp dụng trapping và chúng ta cần phải luyện một cái đầu phản ứng thật là tốt. Thứ hai là những cái chiến thuật tập trung đá cánh nhiều hơn sẽ giúp bạn dễ thở hơn khi triển khai bóng thoát pressing. Và cuối cùng là chỉ số cầu thủ với thăng bằng, xử lý không gian hẹp sẽ là điều tiên quyết khi thực hiện tuyệt kỹ dê Ichikichi. Khi dê xoay vòng đấy thì hầu như đại đa số đối phương sẽ thường là giữ cái nút pressure rất là nhiều. Và khi cầu thủ của bạn có cái thăng bằng tốt, xử lý không gian hẹp tốt thì chỉ cần một đoạn đường xoay vòng thôi là chúng ta đã thoát được rồi. Và đó là video chia sẻ cách thoát pressing của cá nhân mình, hy vọng sẽ giúp ích cho anh em trong con đường leo rank sắp tới. Đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Tháp Mobile Games nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.